Nhiều người dân Bắc Kinh phẫn nộ, muốn câu lạc bộ Arsenal phải trả giá sau khi Mesut Ozil, ngôi sao của đội bóng Anh này, chỉ trích chính sách của Trung Quốc nhắm vào người Hồi giáo Uyghur. Li Yantong, 29 tuổi, một sinh viên cho biết, tôi nghĩ phát ngôn của anh ta hoàn toàn không phù hợp. Anh ta là ngôi sao bóng đá, vậy nên anh ta chỉ nên bình luận về bóng đá mà thôi. Nếu anh không hiểu vấn đề, thì đừng có bình luận về chính trị. Anh không phải là chính trị gia. Trước đó, ngôi sao của câu lạc bộ Arsenal Mesut Ozil đã lên mạng chỉ trích chính sách hà khắc mà Trung Quốc nhắm vào người Uyghur theo đạo Hồi, đồng thời lên án sự im lặng của thế giới Hồi giáo. Anh cũng gọi những người Hồi giáo Uyghur là những chiến binh chống lại sự áp bức. Đài truyền hình Trung Quốc Trung ương ngay sau đó đã ngừng phát sóng một trận đấu của giải ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Manchester City. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh giảng trong một cuộc họp báo thường kỳ đã mời Ozil tới Tân Cương và tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân tại đây. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có khoảng từ 1 đến 2 triệu người Tân Cương, phần lớn là người Hồi giáo Uyghur, hiện đang bị giam giữ dưới những điều kiện hà khắc trong một động thái mà Trung Quốc gọi là chiến dịch chống khủng bố.